Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 19 tháng 5, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Riêng khu vực Đông Bắc và Bắc Bộ, đêm ngày 19 tháng 5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều tối nay ngày 19 tháng 5 sang đến ngày 20 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, chiều tối ngày 19 tháng 5, ở vùng núi phía Tây của khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Và bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 20 tháng 5. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung ở vùng núi và trung du. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.